mình nuôi con này con kia, chứ từ thiện giúp đỡ cho mình phải mình nuôi chứ cho người ta thấy, chứ mình ở không đâu có được. Ở không không được, sung sướng không chịu sung sướng. Làm vậy à. Làm vậy cho người phải ta năng động mới được. Phải năng động mới được chứ ở không không chờ, được. Cô chú thương mình phải làm được chứ không phải là mình ngồi không là không ai thương mình nữa. Đúng rồi. Đúng. Dạ. Nay chị thấy rất là dễ thương quý vị. Đẹp hơn bữa trước nha, nay mập mạp rồi nha. Phải nói là lâu rồi thấy ha, em mới quay lại vậy thấy ha. Nay nhìn dễ thương mà mi nhon chứ ta. Nãy điện thì còn ở ngoài ngoại á. Dạ. Thì hồi nãy em thì em điện trước chị có nhà thờ em vô thôi, chứ em không dám vô ào ào được. Em gọi trước rồi sau này em vô tới đây em định gọi xong mà chị này nói để chị gọi cho. Chứ sẵn đi đó rồi chờ cái bà kia mới đi chợ về. Dạ đây này quý vị ơi. Chị thấy nay 50 con hả chị? 50 con. Chị mua được mấy ngày rồi chị thấy? Bữa nay được 4-5 ngày rồi. 4 ngày hả chị? 5 ngày. Hai đợt, bắt có 2 đợt nè. Đợt trước thì 4 ngày, đợt sau này 3 ngày rồi. Là một đợt mình bắt bao nhiêu con chị? Đợt trước thì bắt 20, bữa sau này thấy chị có tiền rồi bắt thêm 30 nữa. Ngon vậy ta. Chồng lại được 7 ngày rồi nè. Là 7 ngày. Được 7 ngày rồi đó. Mình nhốt nó ở đâu chị? Nhốt trong đó đó. Mới làm ba cái đấy vừa lên đó. Mỗi năm á, bả vô bả làm. Đâu nhốt nào đâu chị em ơi. Đây nè. Đây một chuồng vịt rất là lý tưởng. Hồi như lúc trước em thấy ở chỗ này là cái gì mà ta? Mấy cái cây này đúng không? Gì xếp gọn gọn lên đó hả? Cái vừa đó rồi mình làm cho gọn lên đó, mình đang để vịt như thế này nè. Này mình tối mình có trong đèn đó không ta? Có đấy hả? Ủa sao em thấy người ta trong đèn màu vàng mà chị thấy? Vậy là bữa giờ mua có dịch về cũng chăn tới chăn lui chắc nó vui hơn ở không đúng không? Ở không không được, sung sướng không chịu sung sướng. Làm vậy à. Làm vậy cho người phải ta năng động mới được. Phải năng động mới được chứ ở không chờ cô chú thương mình phải làm được chứ không phải là mình ngồi không là không ai thương mình nữa. Đúng rồi. Đúng. Thấy chưa? Chị thấy chưa quý vị? Rất là dễ thương. Tuy rằng á vài ngày nay thì cô chú vẫn ủng hộ chị, giúp đỡ cho chị, nhưng mà chị ý của chị là phải kiếm gì làm mới được, cho nên chị mua vịt trớ vậy. Mà bây giờ mình không có làm nặng được, mình làm nhẹ. Mình phải mua cái này mình nuôi đi chắc ăn. Chứ bây giờ mua heo mà chị heo thì nó nặng lắm. Heo thì nó nặng mà xây cái chuồng dưới đó, chứ còn muốn xây chỗ này bây giờ cái chuồng này nó không được. Ở đây mình xây gần xong á, mình rửa rồi cho nó sạch. Phải gãy được. Mấy người kia cũng kêu mua heo kìa. Mà phải xây chuồng dưới đó mới được. Phải làm mới được. Trước hết đi. Con nhỏ này đi học rồi, ở đây có mình đó nè. Thì giúp lên. Dạ. Thì trước hết thì mình nuôi dịch trước đi chị ha. Rồi sau này mà nhà mình cất ổn định đi. Rồi xong chuồng heo mình tính tới. Cất nhà xong rồi ha. Dạ. Hả? Lấy cả. Đất đây là chị mang luôn hả? Bán. Ta làm đâu có nổi không muốn. Vậy sao rồi? Biết vậy bữa là gọi em tới rồi. 10 triệu bạc đó. Chứ đổ chỗ đó đặng trồng chuối đó. Chỗ cái dũng của hổm lợi là cái còn cái dũng nha. Bây giờ nó rồi rồi em biết rồi. Mướn hết cho 10 triệu bạc. Tại giờ mình làm không nổi mình mướn cũng được. Bây giờ mình làm nặng chờ, không được. Làm rồi xong không? Làm nặng không có được. Xuống nước không được luôn nữa. Bởi làm nặng rồi. Bởi vậy xin chiếc xuồng đó mấy người nó nói thôi được rồi. Cảm ơn ở trên khu dũng cái đi. Dạ. Chợ đây cái bất kỳ đâu tội nghiệp người ta nữa. Dạ. Lâu rồi mà thấy chị thấy cười này tôi đấy. Đúng không? Lâu em mới xuống lại đó. Tại là em ở xa quá. Nay em lâu quá cũng thấy cũng gọi chị. Có nhà ông chị ghé em chơi cũng như thăm gia đình mình. Khỏe luôn chứ chị thấy? Khỏe rồi, cũng này khỏe rồi đó. Này thấy xinh quá. Gặp chị thấy là thấy mùa xuân rồi. Rất là vui vẻ vậy. Vẫn như những video trước em quay thì chị rất là vui vẻ. Nay đặc biệt là rất là nhìn rất là tươi luôn. Tươi luôn vậy. Thấy là phải thính thế hồi xưa nha quý vị. Nay chị rất là dễ thương. Mình dày tí nữa mình lùa vào chuồng cho nó chị.
rồi cái nào tối hù á mới chuồng cho đem vô, chứ để trong này không được, ngoài này không được. Cái miếng bông này ai dâng cho chị đây? Đằng này treo nè, đứt rồi, rồi. Đứt chi rồi. Ờ đưa tấm cột lại cho, tí nữa tấm cột lại cho. Ủa sao mà... bữa sau mà làm có mấy làm cái này thì chị có cứ không có ai làm, chị cứ gọi em đi, em rảnh là em xuống làm với chị cho. Có thằng em nó làm rồi, bởi vì cái này nó đứt hơi vừa nè. Ờ mình làm cái trên đó đó. Dạ. Đây là treo lượng cho nó tạt vô nè, nó ướt cái này nè. À, chị nghĩ là mưa là nó tạt cho đường này đúng không? Tạt cho đó, trên đó đó. Là ướt quá cục cưng này hết đó, chị thấy ha? Trên cái khe này hả chị? Nó tạt vô đó, nó tạt cái trên chỗ đó đó. Chút xíu nó quý trèo lên, nó cột lại cho kính vậy. Cũng như là mình bảo vệ cho mấy cục cưng, 50 cục cưng của chị thấy nha quý vị. Chị dạ đây là quý vị, đây là những người đồng nghiệp của chị Thúy, cũng như giống như là bây giờ từ đây về sau là chị làm công việc là ở nhà cho chị bị bệnh đó vậy, cho nên không làm việc nặng nổi thì chị cũng như là chị có tính toán, chị cũng không muốn ở không á, cho nên chị mua vịt con về chị nuôi nha quý vị. À, rất là dễ thương. Rồi cho vô ngủ rồi. Ngồi đi ra rồi nha. Cũng khá là lâu rồi quý vị, thì cũng hơn nửa tháng là mấy tuần rồi em mới xuống lại nhà chị Thúy, cho nên em nay có ghé đến cũng là thăm chị cũng như là thăm bé Nhĩ. Dạo này có khỏe không nha quý vị? Sao từ lúc mà chị mua nó về chị thấy nó vui hơn không? Vui hơn đỡ buồn, chứ giờ buồn hiu. Mai mốt à. Mai mốt làm cái chuồng gà nó đi, giờ ta nuôi vịt rồi, mốt làm cái chuồng gà nữa, thả mới chuồng gà. Gà có đi. Rồi, chuồng gà mua gà rồi ta chưa bắt. Dạ. Mua con ta rồi, mua ba cũng mà con gà mã. Hay là mình nuôi này cho nó lớn một tí đi, cho nó lớn mình đỡ lo, nhỏ quá lo cho lúc chốc mình cũng khó nuôi. Đỡ cái ngoài mới cho nó đổ lúa cho nó ăn. Dạ. Chứ bây giờ còn nhỏ quá. Những chú vịt nhỏ rất là dễ thương quý vị. Tại vì đồ ăn để ở ngoài kia kìa, hai cái xẻo đồ ăn để ngoài kia mà. Một ngày là cho nó ăn mấy lần chị thấy? Ăn liền liền luôn á. Ủa lấy mình cứ cho nó ăn nó để thức ăn đó nó đói là tự nó ăn. À, lỡ mai mốt mà nó ăn không kịp mà có tiền mua lúa thì sao chị thấy? Phải tìm cách nè. Phải không, là bây giờ ăn lúa là không, nó không có tiêu hay sao chị? Bây giờ nó ăn cho không có tiêu cho ăn cơm. Ủa mình ăn, nó ăn cơm được luôn á chị? Ăn cơm mình bóp cơm ăn cho nó ăn mau lớn á. Mà hồi giờ em không có chồng nuôi, em cũng không có rành nữa. Rất là dễ thương quý vị. Nguyên một đàn luôn quý vị ơi. Cái này mới chị cho ăn lúa rồi, cho ăn gì nữa không chị? Ăn lúa thức ăn không à. Lúa thức ăn không à. Hình như ở qua em chị thấy là cho ăn mấy con cá nhỏ nhỏ, chị thấy bầm ra. Cá đâu? Mua hả? Mà cũng cho ăn thêm bắp chuối có chị. Có chuối á, chuối là bắp chuối là nó lớn nó sao chị không cho. Ăn độn vô mau lớn. Nó nặng lắm á. Mà nặng lắm á, nó đỡ tiền. Chuối nó nặng lắm á, thà đổ nó. Mình có tiền rồi mình mua lúa rồi thức ăn rồi mình đổ cho nó ăn. Dạ. Ngoài dịch này tới em cân ký ngoài gần 2 kg là mới ăn lúa được. Dạ. Bây giờ cho nó ăn thức ăn. Dịch chắc nuôi tầm tới một cái chắc lâu lắm vậy thấy à. 2 tháng bán rồi. 2 tháng có bán rồi. Chỉ 50.000 không có dịch bán. Vậy ráng nuôi đi. Nếu chị thấy mà có sức khỏe đó, chị thấy cho nó ăn độn thêm chơi cây chuối rồi nó mau lớn. Hồi này không có sức khỏe thì chịu không. Bữa nào mà chị mà chú nó nặng lắm, phải có chú cũng bảo chuối mình có nhiều đâu, xin của người ta mà cực lắm, chú nó cực lắm. Mình bầm rồi đúng không vậy thấy? Bầm có mồm chị xem á. Chị xem mình cho nó ăn lúa rồi. Lớn là được đúng không? Mấy con vịt lớn không? Được 2 bầy thì xem rồi đó, chưa nở. Dạ. 2 bầy à? Được nhiều con không chị? 2 bầy mấy con? Một bầy thì 17 con ha, 18 con gì đó, mà nó một con nó ấp đó, còn con nó đừng đẻ. Dạ. Chị xem á. Ủa, vịt xem đẻ một lần là mười mấy trứng rồi hả? Ừ.
17, 18 hộp á. Dưới quê mình nuôi gì cũng tiện chứ chị. Chứ giờ mình ở không chi vậy? Mình nuôi con này con kia. Chứ từ thiện giúp đỡ cho mình phải mình nuôi chứ cho người ta thấy. Chứ mình ở không đâu có được. Đúng, đúng rồi, chị biết sao? Khi mà mình nuôi dịch như vậy á, mình có lao động như vậy á. Thứ nhất là cái tinh thần mình nó thoải mái là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình thấy nó cũng nhẹ lo hơn. Nhẹ lo hơn vì cái phần là ví dụ như kinh tế gia đình. Ví dụ mình nghĩ là mình nuôi lên đây mình bán rồi mình sẽ có tiền rồi này kia, mình trang trải gia đình. Đó thì mình sẽ nhẹ lo cũng hơn. Từ thiện cũng mà mấy người đó cũng thấy cũng giúp cho đỡ cho mình. Chứ mình nói không, mình không nuôi con gì ở nhà không sao chịu nổi. Nhưng người ta không cho mình nuôi. Kênh, từ thiện không cho mình nuôi. Sợ là chị bệnh á. Bệnh nó làm không nổi cực á. Dạ thì chị nuôi thì chị cũng nói chung mình cũng chị cũng đang bệnh của là thì cái gì làm vừa vừa thôi. Nói chung là cô chú không phải là không cho mình nuôi mà chỉ lo sức khỏe cho mình thôi. Rất là dễ thương nha, vì hồi nãy giờ em nhìn qua luôn á. Bây giờ nó nằm rồi ăn no. Chị thấy có đặt tên cho nó chưa? Đứa nào chưa? Đặt cái tên dịch đó. Con á. Đặt tên dịch con hả? Phải đặt từng đứa, bé 1, bé 2 này nha. Nha, bữa sau là đặt bé 1 nè, bé 2, 50 đứa. Chị nhớ hết 50 đứa là chị là ok luôn. Nó tắm đào lắm á, nó vừa có chạy hơn, không được chạy luôn á, đổ âm á. Chị thấy bây giờ thì mua bịch và nuôi nha cô chú anh chị, cũng rất là mừng cho chị. Tuy rằng chị khờ khờ nhưng mà chị cũng rất là hiểu biết về những tình thương của cô chú anh chị đã dành cho mình đó quý vị. Thì chị đã nói là cô chú ủng hộ mình cũng như là tinh thần và tiền cho mình. Mình phải có cái gì đi làm chứ không phải là mình ngồi không quý vị. Những lời nói rất là dễ thương của chị Thúy. Chị thì mua được 50 con nha quý vị. Tổng cộng như là 50 con quý vị ơi. Dạ thì video em cũng xin kết thúc tại đây nha cô chú anh chị. Dạ em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video. Dạ cô chú thì cô chú xem nhắn đăng ký ủng hộ em cũng như là ủng hộ kênh nha quý vị. Dạ em cũng xin chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị tại đây nha.